Xin chào quý bà con nông dân, nay em giới thiệu cho bà con mình phân bón hữu cơ Đạm Cá Anh Mino, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu của Nhật, giúp lá dày và to, trái cây ngọt và thơm ngon, tăng cường trao đổi chất, đủ sức ra hoa nhiều, bung chồi đọt, tăng cường trao đổi chất, dinh dưỡng dễ hấp thu giúp cây tăng trưởng mạnh, đủ sức nuôi trái, giúp trái to, ít rụng, hỏng, hạn chế hiện tượng nứt trái, nám trái, méo trái, khả năng phòng chống sâu bệnh và nấm bệnh, hạ phèn, giải độc, chống suy cây, tăng cường sinh trưởng và giữ trái cho cây. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được đội ngũ kỹ sư hướng dẫn cho bà con mình đặt hàng chính hãng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo nhé.